các thiên tử ví như tiếng của tôi chẳng sinh chẳng diệt chư thiên tạo nghiệp ác thì chẳng nghe tiếng trống của tôi chỉ nghe tiếng địa ngục dùng đẻ giác ngộ tất cả các nghiệp cũng lại như thế chẳng sinh chẳng diệt tùy theo sự tu tập sẽ thọ quả báo các thiên tử như tiếng trống trời của tôi phát ra trong vô lượng kiếp không thể cùng tận không có gián đoạn hoặc đến hoặc đi đều không thể được các thiên tử nếu có đến đi thì có đoạn thường tất cả chư phật chọn không diễn nói pháp có đoạn thường chỉ trừ phương tiện vì thành thục chúng sinh các thiên tử Ví như tiếng của tôi trong vô lượng thế giới tùy theo tâm của chúng sinh đều khiến cho họ được nghe, tất cả chư Phật cũng lại như thế, tùy theo tâm chúng sinh đều khiến cho họ được thấy, các thiên tử như có tấm gương pha lê, tên là năng chiếu thanh tịnh trong suốt, lượng của tấm gương đó đồng với 10 thế giới vô lượng vô biên, tất cả sông núi, tất cả chúng sinh trong các cõi nước, cho đến địa ngục xúc sinh ngạ quỷ hết thảy hình bóng đều hiện ra ở trong tấm gương đó các thiên tử ý của các ông như thế nào các hình bóng đó có thể nói là đi vào trong gương lại từ trong gương đi ra chăng đáp rằng không vậy các thiên tử, tất cả các nghiệp cũng lại như thế, tuy hay sinh ra các nghiệp quả báo mà không có chỗ đến đi. Các thiên tử, ví như nhà huyễn thuật, huyễn hoặc mắt người nên biết các nghiệp cũng lại như thế. Nếu biết như vậy là chân thật sám hối, tất cả tội ác đều được thanh tịnh. Khi nói pháp này thì các thiên tử trời đâu xuất đà, nhiều như số hạt bụi trăm ngàn ức na do tha cõi Phật đều đắc được vô sinh pháp nhẫn. Các thiên tử ở trời lục dục vô lượng không nghĩ bàn phát tâm a nậu đa la tam miệu tam bồ đề tất cả thiên nữ trong cõi trời lục dục đều xả bỏ thân nữ phát tâm vô thượng bồ đề Bấy giờ các thiên tử nghe nói phổ hiền, hồi hướng rộng lớn, vì đắc được thập địa, vì đắc được các lực trang nghiêm tam muội, dùng số chúng sinh đồng thanh tịnh ba nghiệp, vì sám hối tiêu trừ tất cả các chướng nặng, liền thấy hoa sen bảy báu nhiều như số hạt bụi trăm ngàn ức na do tha cõi Phật. Trên mỗi hoa sen đều có Bồ Tát ngồi kiết già phóng đại quang minh, trong mỗi vẻ đẹp của các Bồ Tát đó đều phóng ra quang minh đồng với số chúng sinh, trong các quang minh đó có chư Phật đồng với số chúng sinh ngồi kiết già tùy tâm chúng sinh để vì họ nói Pháp, nhưng vẫn chưa hiện sức ít phần tam muội ly cấu.